Chào mừng quý vị đến với mục điểm tin thời sự tuần qua của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ dỗ cha cố Philippe Trần Tấn Binh. Vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 1 2018, tại ngôi nhà thờ tạm giáo xứ Dầu Tiếng, cha sở Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, chủ tế thánh lễ dỗ 3 năm cha cố Philippe Trần Tấn Binh, cùng hiệp dâng thánh lễ còn có cha phó Matthew Nguyễn Thanh Yên, cha Phêrô Phạm Văn Huynh, phó sứ Lai Uyên, quý tu sĩ cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt Dầu Tiếng cùng với hơn 200 bà con giáo dân đến tham dự trong bầu khí hiệp thông sốt sắng. Dẫn vào thánh lễ, cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cha cố Philippe cho giáo xứ. Cảm ơn cha cố vì Ngài đã khổ công phục vụ giáo xứ một thời gian dài và cùng xin Ngài cầu nguyện cho giáo xứ. Trong bài giảng lễ, cha chủ tế chia sẻ, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Chúng ta có thể ví cha cố Philippe Trần Tấn Binh của chúng ta như hạt lúa mì đã rơi vào lòng đất, đã chết đi và đã sinh nhiều bông hạt cho đời sống đức tin của chúng ta. Kết thúc thánh lễ, trước khi ra về, mọi người hướng về di ảnh của cha cố, thầm thì những lời nguyện xin cha cố phù hộ. Thánh lễ kỷ niệm 51 năm thánh chức linh mục cha Phaolô Nguyễn Văn Khi. Trong tâm tình vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 1 2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thông, hạt Củ Chi, cha Phaolô Nguyễn Văn Khi cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tân Thông đã dâng thánh lễ tạ ơn Chúa nhân dịp mừng kỷ niệm 51 năm lãnh nhận thánh chức linh mục. Cũng trong thánh lễ này, cộng đoàn giáo xứ Tân Thông cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ nhân ngày kỷ niệm 19 năm tấn phong giám mục. Cùng hiệp dâng thánh lễ với cha cố Phaolô có cha sở Giuse Nguyễn Phát Tài, cha chánh xứ giáo xứ Tân Thông, cha Giuse Phạm Tiến Lễ, phó xứ Tân Thông. Trong thánh lễ còn có quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng tham dự. Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 4 giờ 45 theo truyền thống của giáo xứ, vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, trước khi bước vào thánh lễ, toàn thể cộng đoàn dân Chúa cung nghinh kiệu Đức Mẹ vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Trước thánh lễ, cha sở Giuse Nguyễn Phát Tài, chánh xứ giáo xứ Tân Thông có đôi lời giới thiệu tiểu sử về ngày hồng ân thiên chức linh mục 51 năm vừa qua mà Thiên Chúa đã thương ban cho cha cố Phaolô. Cha sở xin cộng đoàn hiệp ý dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì tất cả ơn lành mà Chúa đã ban cho cha cố. Giáo xứ Chánh Thiện mừng lễ Hiển Linh. Vào lúc 5 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2018, cộng đoàn giáo xứ Chánh Thiện cùng hiệp ý với cha Thomas Phan Minh Chánh cử hành lễ Hiển Linh. Trong buổi sớm yên lành, mỗi người dâng lên Chúa những lời nguyện thiết tha cho nước Chúa được rộng lan, hội thánh vững bền, lương dân mau nhận biết Chúa và nhất là dâng lên Chúa gia đình mình, giáo xứ mình cùng với lời tạ ơn sốt sắng. Sau phần hiệp lễ, cha Gioan Lê Quang Tuyến, chánh xứ giáo xứ Chánh Thiện, thông báo vài thông tin đến cộng đoàn để mọi người biết và hiệp thông trong những sinh hoạt của giáo xứ. Sau thánh lễ, cả cộng đoàn giáo xứ cùng tiến ra hang đá để chiêm ngắm và cầu nguyện với Chúa hài đồng. Thiếu nhi giáo xứ An Phú mừng lễ Chúa Hiển Linh. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 7 tháng 1 2018, các em thiếu nhi giáo xứ An Phú ngồi kín hết ghế nhà thờ, phụ huynh đứng dọc dài theo lối đi để cùng hiệp dâng thánh lễ Hiển Linh và dâng lên Chúa một năm mới với thật nhiều cố gắng. Thánh lễ Hiển Linh do cha Francisco Xavier Nguyễn Mạnh Dương, cha giáo thỉnh xin dòng thánh thể, cử hành trong niềm hân hoan của mùa Giáng sinh. Các em thiếu nhi ngồi nghe cha giảng say sưa, dõi theo ánh sao lạ chiếu soi, tìm phương hướng cho tương lai, qua lòng yêu mến thánh thể, vâng lời cha mẹ, cố gắng chăm ngoan. Những chiếc khăn quàng nổi bật trên màu áo trắng, cờ đoàn, cờ đội dọc theo những hàng ghế, tạo nên bức tranh giáo đường sinh động, một tương lai cho giáo hội. Các em giữ lễ sốt sắng và thưa kinh, hát kinh thật to, tiếng hát trong thanh làm mọi người quên hết bao muộn phiền. Sau khi kết lễ, mọi người hướng về máng cỏ với tâm tình mến yêu,
cùng dâng lên mọi ước mơ, những bất toàn trong cuộc sống với một lòng phó thác và tin tưởng. Giáo xứ Tân Thông cử hành lễ hiển linh và khai mạc giờ chầu thánh thể. Vào ngày 7 tháng 1 2018, trong khuôn viên nhà thờ Tân Thông, từng tốp hội đoàn với những đồng phục lộng lẫy xếp thành hàng hai để chuẩn bị chào đón Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đúng 8 giờ, xe của Đức Tổng Giám mục Phaolô vừa đến giáo xứ, cả cộng đoàn vỗ tay chào đón. Đây là lần thứ tư ngài về dâng lễ tại đây. Không để cộng đoàn chờ đợi, Đức Tổng Giám mục đã mặc phẩm phục và cử hành dâng lễ ngay. Cùng hiệp dâng thánh lễ có cha chánh xứ Giuse, cha phó xứ và hai cha khách. Tham dự có quý tu sĩ và khoảng 2.500 bà con giáo dân trong giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Phaolô nói: "Tôi vui mừng khi về đây dâng lễ để cầu cho việc xây dựng nhà thờ Tân Thông này mau được hoàn thành, khai mở giờ chầu trọng thể. Hôm nay mừng lễ hiển linh, chúng ta cầu xin ánh sao năm xưa chiếu soi lên từng người chúng ta, giáo xứ chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha ban muôn vàng bình an, niềm vui cho chúng ta." Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục cung kính đặt mình Thánh Chúa vào mặt nhật và cộng đoàn dâng lên lời ca ngợi: "Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn, con dù không thấy nhưng luôn vững niềm tin." Giáo xứ Tây Ninh mừng lễ Chúa hiển linh. Chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 1 2018, Giáo xứ Tây Ninh đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng Chúa hiển linh. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng giáo khu Bethlehem. Buổi lễ được tổ chức ngoài trời, nơi đã cử hành đại lễ mừng Giáng sinh trong những ngày cuối năm đầy ắp những ấm áp, yêu thương và hy vọng của giáo xứ. Trong thánh lễ, cha Gioan Võ Hoàng Sinh đã ân cần nhắc nhở mọi người, trong tâm tình hướng về ngày Chúa hiển linh, mọi người hãy xem lại mình, xem bản thân đã thật sự dọn mình sẵn sàng đón nhận Chúa như các nhà chiêm tinh xưa, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm để tìm đến Chúa và làm chứng cho sự nhập thể và hiển linh của Đấng Thú Độ Trần gian. Ngài cũng nhắc nhở cộng đoàn tín hữu hãy nhiệt tâm thực hiện những điều mà Đức Cha Giuse Giáo phận Phú Cường đã gửi gắm và kêu gọi trong tâm tình mục tử tháng 1 2018. Trong dịp này, cha Gioan cũng trao tặng một số phần quà mà giáo khu Bethlehem dành cho các gia đình khó khăn trong giáo khu. Cha Gioan cũng ghi nhận sự thăng tiến của giáo khu Bethlehem nói riêng cũng như các giáo khu khác nói chung. Ngài mong muốn mọi người tiếp tục cộng tác với cha xứ, với hội đồng mục vụ giáo xứ và cộng tác với nhau để đạt được nhiều kết quả hơn trong năm phụng vụ mới. Giáo xứ Bình Sơn mừng lễ hiển linh. Vào lúc 16 giờ 30 ngày 7 tháng 1 2018, cha Đa Minh Nguyễn Văn Lương, dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng bà con giáo dân hiệp ý trong thánh lễ mừng Chúa hiển linh. Hình ảnh của ba vị đạo sĩ thật đẹp, theo ánh sao dẫn đường và dâng lên Chúa những lễ vật quý giá. Chúng ta là những người tín hữu, vậy bản thân mình đã dâng gì cho Chúa trong mùa Giáng sinh này? Chúng ta có dành cho Chúa thời giờ, sức khỏe, tài năng hay không? Hay chỉ là giữ cho đúng luật đạo? Những lời cha Đa Minh đi sâu vào tâm hồn mỗi người. Họ đạo Bình Sơn tuy nhỏ, nhưng gần như bao nhiêu người giữ lễ đều rước lễ. Lòng đạo đức bình dân được duy trì cách sâu sắc. Sau lời chúc bình an, phép lành cuối lễ, mọi người đến gần bên mẹ Maria với lời kinh chiều và hướng về tượng đài thánh quý với ước nguyện ngài cầu bầu cùng Chúa cho những tín hữu sống cùng một quê hương, được trung thành với ơn Chúa cho tới phút giây cuối cùng của cuộc đời. Giáo xứ Phú Lợi mừng lễ hiển linh. Vào lúc 17 giờ 30 ngày 7 tháng 1 2018, linh mục Gioan Baptista Trương Văn Điệp cùng đông đảo tín hữu tham dự thánh lễ Chúa hiển linh trong bầu không khí sốt mến. Cha Gioan đã mời gọi mọi người, trong mọi sự, mọi việc, hãy là khí cụ của Thiên Chúa, cầu nguyện và tin tưởng nơi Thiên Chúa quan phòng, phó thác kết quả cho Chúa. Trước năm phụng vụ 2018, anh chị em hãy ra đi khỏi con người của mình,
Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta những việc quá sức. Hãy là tấm gương sáng, hãy dâng mọi suy nghĩ, mọi ý muốn và thực hành theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy luôn là những cây nến nhỏ thắp sáng lên tình yêu Thiên Chúa bằng lòng mến của mọi người, biết phục vụ tha nhân trong sự khiêm tốn và hết lòng tin tưởng vào Cha trên trời, như các nhà chiêm tinh đã tìm ánh sáng của ngôi sao lạ đến triều bái hài nhi Giê-xu. Thánh lễ kết thúc, nhưng không chỉ dừng lại ở đây. Vào lúc 19 giờ, thánh lễ cuối cùng của ngày lễ Chúa Hiển Linh sẽ do cha sở Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa cử hành. Giáo xứ Thánh Giuse trong đêm cuối mùa Giáng sinh. Thánh lễ cuối cùng của mùa Giáng sinh 2017 tại giáo xứ Thánh Giuse do cha chánh xứ Gioan Bautista Nguyễn Văn Riễn cử hành, cùng bà con giáo dân tham dự trong bầu không khí sốt mến vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 1 2018. Trong bài giảng, cha Gioan Bautista đã gợi ý cho mọi người hiểu rằng đức mến nơi con người được nuôi dưỡng bởi đức tin, khao khát giá trị tin mừng, khao khát tìm sự thật. Chúng ta không tuyên xưng niềm tin trong lý thuyết, và nếu còn khe hở nào trong cuộc sống, ta khao khát xin Chúa ban ơn để nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Bài giảng đã đưa mọi người đến cao trào, các tín hữu dâng lên Thiên Chúa sự giới hạn, dễ bội phản của con người mình, cùng với ơn Chúa sẽ được Chúa dẫn dắt từng bước trong cuộc đời. Nhà thờ Thánh Giuse dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse, của quý Đức Cha, quý Cha, quý Ân Nhân và cộng đoàn đã góp sức, chỉ còn vài tháng nữa là khánh thành. Đây là niềm phấn khởi cho đoàn dân Chúa có được ngôi nhà thờ tại trung tâm thành phố mới Bình Dương. Giáo dân mỗi lúc đông hơn, mọi người say mê yêu Chúa, sẵn sàng ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Ban truyền thông giáo phận Phú Cường thông báo về chương trình Muối Men cho Đời chuyên đề lần 2. Tiếp bước chương trình Muối Men cho Đời chuyên đề đầu tiên, Ban truyền thông giáo phận Phú Cường sẽ tổ chức chương trình Muối Men cho Đời chuyên đề lần 2 vào thứ Năm ngày 1 tháng 2 năm 2018 tại Nhà Chung Tòa Giám mục Phú Cường. Chuyên đề lần này nói về thánh ca trong phụng vụ với chuyên viên là Linh Mục Nhạc sĩ Phêrô Trương Huy Hoàng. Theo huấn thị về âm nhạc trong phụng vụ, ngày 5 tháng 3 năm 1967, thì thánh nhạc là âm nhạc được sáng tác để thờ phượng Thiên Chúa, nên phải biểu lộ sự thánh thiện và diễn tả được hình thức nghệ thuật cao. Thánh nhạc ngoài việc phải đáp ứng những yêu cầu về tính chất, luật lệ và nghệ thuật của bộ môn âm nhạc nói chung, còn phải hội đủ ba điều kiện là thánh thiện, nghệ thuật và phổ quát. Chính vì những tính chất thánh thiêng trên, nên việc hát như thế nào, chọn bài hát ra sao và đệm đàn sao cho đúng là một vấn đề vẫn còn rất khó khăn với mỗi người, những người Kitô hữu, đặc biệt là những ai đang phục vụ giáo xứ trong các ca đoàn. Hy vọng chương trình Muối Men cho Đời chuyên đề Thánh ca trong phụng vụ do Ban truyền thông giáo phận tổ chức vào ngày 1 tháng 2 năm 2018 sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc hát, chọn bài hát và đệm đàn trong phụng vụ. Các bạn có thể đặt những câu hỏi liên quan đến những vấn đề trên qua kênh Facebook Truyền thông Phú Cường. Chúng tôi sẽ tổng hợp và sẽ trả lời cho các bạn trong chương trình chuyên đề. Các bạn cũng có thể gửi câu hỏi thắc mắc qua địa chỉ email của chúng tôi là giaophanphucuong@gmail.com hoặc gọi trực tiếp qua số điện thoại 0274 730 7788. Tin giáo phận Phú Cường. Đoàn thiếu nhi thánh thể giáo phận Phú Cường thông báo về khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 2 nhằm giúp các huynh trưởng gia tăng đời sống cầu nguyện và có thêm nhiều khả năng phục vụ thiếu nhi trong giáo phận, giáo hạt và nhất là nơi các giáo xứ. Ban nghiêm huấn thiếu nhi thánh thể giáo phận sẽ tổ chức khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 2 cho các đối tượng là các huynh trưởng đã tuyên hứa huynh trưởng cấp 1 từ năm 2016 trở về trước và các huynh trưởng chưa tham gia huấn luyện cấp giáo phận nhưng có năm sinh trước năm 1995. Khóa huấn luyện tiền sa mạc cấp 2 sẽ tổ chức vào 2 đợt,
Đợt 1 vào 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 3 năm 2018 tại giáo xứ Sơn Lộc, Củ Chi. Đợt 2 vào 2 ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2018 tại giáo xứ Ngọc Đồng, Lạc An. Lệ phí cho mỗi huynh trưởng tham dự là 100.000 đồng. Các huynh trưởng đăng ký tham dự với các cha đặc trách và ban hiệp đoàn trước ngày 20 tháng 1 năm 2018. Điểm tin thời sự trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!